Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên các tuyến phố ở Hà Nội như đường Lạc Long Quân, đường Bưởi, Âu Cơ, Tố Hữu, hàng loạt các chậu quất, đào, mai cảnh rực rỡ được trưng bày. Tuy nhiên, không khí mua bán khá trầm lắng, người bán nhiều hơn người mua. Ghi nhận của phóng viên trên đường Tố Hữu, vỉa hè hai bên đường ngập tràn các chậu cây cảnh chơi Tết. Nhưng năm nay không xuất hiện nhiều các loài hoa, cây cảnh độc lạ, chủ yếu là những chậu quất đào truyền thống, đặc biệt xuất hiện nhiều cành đào, chậu quất mini. Giá cả thì so với 10 năm thì nó cũng có mềm hơn một chút. Những cây mini có giá từ 500.000, 600.000 hoặc 800.000, hoặc là cao nhất của mình thì là hơn 1 triệu thôi. Để làm gì cái khách hàng của mình có thể phù hợp với cái nhu cầu của họ ấy. Vì là Tết vì năm nay là mình nghĩ là dịch ấy, thì là sẽ không có điều kiện để có thể chơi hàng cao. Lượng khách năm nay thì chắc chắn là không thể vào mỗi năm được vì nó ảnh hưởng dịch bệnh. Thứ hai nữa là các cái tỉnh lẻ người ta về quê sớm lắm, về quê hết. Giá các loại quất thì những cái chậu nhỏ nhỏ kia bé bé gọi là chậu dừa đấy thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 250-300 thôi. Còn có những cái chum to hơn ở bên dưới kia thì có thể rơi 1 triệu. Tương tự như mặt hàng đào quất, các chậu hoa, cây mai cảnh cũng chịu cảnh điều hưu, thưa thớt người xem. Mặc dù năm nay thời tiết khá thuận lợi, hoa được dự báo sẽ nở đúng dịp Tết rất đẹp. Khách năm nay thì vẫn hôm nay là 21 rồi nhưng vẫn chậm lắm. Giá cả thì nó vẫn như mọi năm, dao động như những cái chậu hoa này thì 6-70, mai thì từ 500 đến 1,5-2 triệu. Cứ mưa xuân này là cây có xanh tốt là đẹp. Đa phần các tiểu thương và nhà vườn nhận định nguyên nhân khiến mặt hàng cây cảnh Tết ế ẩm, mặc dù giá bán đã giảm, là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khiến kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút nên người dân chi tiêu tiết kiệm hơn. Người dân cũng ngại ra đường tiếp xúc với người lạ vì số ca mắc Covid-19 những ngày qua chưa có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt. Do vậy mặt hàng đào, quất khó bán hơn các năm trước.